bún cầu miền Tây. Chắc. Cầu. Bún cầu màu gì anh? Bột chung Chung. Cái bọc này bột gì à? nhất À, cho bên này đi cắm cầu với mấy ông mạnh luôn à. Có chờ kiến rồi. Cắm này một hồi xong cắm cắm chung là phải cắm dưới nước nha, ngâm dưới nước vậy cá lội nó thấy nó đớp à, đi cắm cần tiếp theo nha. Thì nãy mình lội lại hơi trễ thì ông anh ông cắm gần hết luôn rồi, còn có 5 cần nữa là hết rồi. Ông đi sớm cắm cắm nhiêu cần anh? 20 cân. 20 cần, cắm 20 cần luôn. Nước thì bữa nay thì cút hết trơn đó mọi người, cạn chuẩn bị. Đây là có chỗ bơm rồi, có chỗ xạ luôn á người, ở đây thì chuẩn bị bơm. Để hơi sâu sâu xuống anh, để nước chưa đang nó rút cạn hoài luôn á, nó không có lên nữa đâu nha. Cắm cạn quá là hồi là tối lại thăm là cần câu nổi trên mặt nước. Nhà đó luôn à? Cắm đây luôn nè. Đi đường này luôn đi. Có còn có 3 cận. Cặp được kinh này ngon. Anh lội ra ngoài đó luôn á. Xin chỗ này là rồi người ta trồng ớt nữa nha, bây giờ nước nó ngập hết trơn, nó ít ớt chết hết trơn rồi, đỏ đỏ là ớt không à, anh đang ngồi anh dẹp bổ. Trời thì sẽ chịu rồi nè, cánh đồng thì bạc ngàn nha. Anh cắm anh cắt cắt ra một khúc cái đầu á anh, xong để cho nó ngoe ngoe á. Xong. Nghiệm lâu năm rồi. Nghiệm lâu năm à? Mấy năm à? Nào đi mò gì vậy trời. Mày lính nó đi mò gì kìa hả? Thiệt đó kìa, nó gần bơm hả? Bơm ca nó nhã phải không? Cầm ngồi câu câu hít hồi hết bao ngồi Ôi trời ơi, cầm kiểu này cá nào ăn một chút xíu nữa nước cạn queo. gì Em hứa với anh luôn, nước mày chỗ này hồi đó mà đâu cạn đâu nước đang giật anh nãy giờ giật xuống biết nhiêu mà nói anh biết không? Mình lên cực mình đi cắm luôn rồi. Dân cầm cầu.
mình lên cần mình cắm luôn. Không câu là mình phải cắm, là phải cắm xa xa ra vậy nè. Trời ơi. Nào rồi, cắm thử cần nha. Rồi. Em mình quay lại rồi. Cần này là cần cuối cùng luôn nha. Xong là mình đi về hả? Hay là mình quay lại mình thăm? Thăm lại còn sớm á, thăm lại. Ờ, quay lại thăm thử coi có dính không ha. Ướt luôn à. Ướt thì nước ngập hết trơn, trái thấy ghê luôn. Mà bỏ ổn quá ha. Ớt này hái gì ấy được á anh? Ngâm. Ngâm dấm. Cái kiểu cái này nó chưa có già đâu, nó chín chín non thôi. Dạ. Ổn ghê ha. Rồi. Xong nha mọi người. Bây giờ mình quay về mình quay cho cái đầu mình cắm ha. Đầu cắm thầm lại. Ớt và chuối. Ớt. Cần tới trên đỉnh heo ấy, nhưng mà nước lên quá trời lệ, bây giờ nó bị ngập nước nó chết nên không thu hoạch được. Ổn quá ha. Quá ổn luôn rồi. Nhớ đợt mà sóc ớt á, 100 mấy. Bây giờ bỏ không. Nhìn còn cái lốc đầu tiên chưa kịp về luôn mọi người. Lốc ngon. Cũng trọng nha, không nhỏ nha. Đang gửi, đang gửi. Một con đầu tiên. Vừa cắm xong quay lại thăm mọi người. Giờ tiếp tục móc mồi tiếp theo. Dính rồi. Ờ, quán cây. Thầm nãy giờ là hai ông anh, một người cắm 20 cân, người cắm 25 cân mà mới được con cá lóc à. Này mới thăm lại á mọi người. Dạo. Thăm dạo ha. Tối mới cá thường thường tối ăn mạnh ha. Thôi. Quay lại thôi. Cá bốc mồi, vừa bốc mồi xuống nó kéo ruột rồi hết mồi luôn rồi. Hết mồi rồi. Móc lại. Rồi coi nè, móc lại rồi là thả xuống là cá ăn đỡ đi. Khỏi cần để lâu đó. Thả xuống. Dính luôn rồi, dính được đó. Trời, có con phi vụt rồi. Vụt luôn rồi kìa. Cá con phi kìa. Cái này ngồi đây câu quá. Ngồi đây câu. Chờ ông anh múc mồi đi. Đây. Múc mồi tha lại tiếp coi. Có còn ăn lại nữa không nha. Dính đây đó. Cái này còn ăn không? Cái này chắc hết ăn rồi. Kéo cỏ lên động. Cái gô phi cũng không hàm nữa. Cái gô phi cỡ 3 ngón tay. Rồi, mình đi nha. Nghỉ ăn. Giờ này thì mấy anh em đi chụp nhái đang đi móc mồi câu luôn rồi, vừa đi thăm vừa móc mồi luôn. Hồi chiều thì móc mồi chục luôn rồi. Giờ thêm đi kiếm thêm mớ nhái đi mấy nhóc móc lại nha. Để tới sáng mọi người. Lượt vòng vòng nhái quá khôn. Không kịp luôn. Bắt đủ móc thôi. Đủ móc rồi. Đấy. Đủ móc nhiều lắm, 45 con lận. Nhảy xuống tới đây dưới nè. Bây giờ được 45 con chưa? Dễ gì. Không con gì là 20 con rồi đó. 20 con.
Bắt thêm chục con đó, 30 con mình móc 30 con nhái, 30 ấy. Chứ nào? Chụp gì kỳ vậy? Này tên rõ. Kìa đó. Tên trước luôn. Quá nhiều nhái mọi người, mà nó nhát quá. Hai con à. Tại hai con. Mấy con nè. Nhiều. Bắt luôn. Dễ tới số. Rồi bây giờ chừng nào mình đi thăm câu ha mình ấy mọi người, chứ chụp nhái này soi cũng không thấy đâu. Mình đi thăm câu nha mọi người, chuẩn bị tới cần câu nha. Trời, hai cây kế bên nè, chín cá nè, lọc chín con hả? Được chưa còn cái lọc đầu tiên cầm đây không có sỏi này, cầm nó không cuốn luôn đi. Phút này đi dài tao không được vậy đi, chỉ nhớ từ phút này thôi. Nhái một con nha mọi người, hút mà nhái luôn đi anh này, bỏ con này lên con kia luôn. Thấy chưa, anh tin theo em không, kêu ông Xuân Xuân gà dời ra là lộn con cá lóc, thấy chưa. Đây cầm luôn, đây là cái này. Bây giờ cuốn cũng được mấy cần rồi, mấy con cần dính nãy giờ mình đi trước rồi. Móc lại nhái nha. Từ đây đi. Móc cái miệng hay gì? Móc cái vỏ. Cái miệng. Móc méo ở mấy bên thôi. Đặt về lịch cây đai nữa nè. Mình lắc mình nở bơm đó. Lấy cái cọng ấy đó ra đó, cọng dưới đó, cọng ngoài kìa, cái ờ thiều đó, đúng rồi đó, để nó đu lên đó, nó ngồi là khu á. Rồi, rồi, anh đi thăm tiếp nha mọi người. Dính không anh? Không à, hết mồi. Hai. Đu. Cuốn rồi, này cuốn mình đi mình cắm lại chỗ khác nha, chỗ này thì không có. Tiếp không? Hết mồi luôn em, đưa anh câu em cầm cho. Mình lấy anh đắng nè. Tìm cần nữa mà hết mồi. Không. Hết mồi. Này dời dời ngoài luôn á. Vậy được rồi. Dời qua mé đây còn ngon. Đây ngon mà. Dời hết ngoài chứ. Vì cái miếng từ ngày sáng những cái lóc nó hình. Cầm về khách ra lại nha mọi người. Rồi, xong. Cá hả? Ồ, chết luôn. Một cái lóc nó nghe, chết rồi. Mình đang thấy chuột trên cây không nè.
soi soi anh nó để hình vợ lên dính con mà nó chết quay không kịp. Một loại mồi nhái đâu. Gì vậy? Cắm lại luôn nè. Tiếp. Dính luôn à? Lùi à? Sảy hay là chết? Lùi mà sảy luôn à. Mình xuống dưới. Không mồi đâu. Nãy mình thấy con chuột ở trên đây đâu nè. Mình xe quay mình quay mà vậy đâu mất tiêu. Lấy xô theo không hả? Không nghe, mình lên trên này nha. Dính nè. Dột luôn hả? Tiếp tục dột. Tóc nhân lòng luôn, đêm nhậu nhân lòng. Thấy tốt cái ghê, cái này mà lột một cái đúng bài. Mới ấy thấy nó chạy xuống. Trời ơi. Mũi hù hù luôn đó. Kéo vô mé không biết dính không. Dính không? Rồi uống ghê trời. Kéo mà ướt nhẹp nước cái đó luôn rồi mà sảy. Đi thăm tiếp nha mọi người. Bình thường á. Cắm khách ra ngoài á. Ừ, đưa ra ngoài chứ đó. Đừng có để trong mé. Xong. Cái gì vậy? Dạ, tôi tưởng là dính đi chứ. Trời ơi. Cá nó lại quả nghe chăn cục mồi luôn rồi. Lấy lúa thì hàm, lại đúng là lấy lúa thì. Chừng nào lộm lúa mấy anh lấy lúa là phải móc mồi lại. Quá mũi. Chỗ này ấy lắm. Anh bươi ra một hồi nó cũng lắp lại. Ờ, tắt rồi. Bay lên bờ vậy luôn. Chỗ ăn cái gì vậy? Dính trên bờ rồi. Văng mồi lên bờ ấy. Dính. Ồ, tại anh mua cái lưỡi này dở rồi nè. Mấy giờ vuột không luôn à. Chết. Dính nào. Mồi nữa hả? Không. Mồi nữa. Dính. Dính nha.
dính đó xung à. Cá chê. Gô bự. Cá gô bự. Bàn tay luôn. Hết sức. Gô bự. Nó giờ mới thấy. Lên mắt đặt giờ nó kéo đặt nó này. Ngái luôn không? Ngái luôn. Ngái đâu giúp tôi lực đi ngái. Tại mình mắc ránh rồi xí. Mà cái này vô mưa dạo khói vô ngái vô mít trùng với ngầm á. Phía là mình thấy gì dễ đây. Còn đó cái hình cho tao bắt thằng đi. Cho sạch cỏ ra luôn nè. Bây giờ mình đi tiếp thôi. Hết mồi tiếp. Hết mồi rồi mọi người ơi. Mồi tiếp nha. Này có mấy cây thế này. Nhiều thế. Chung là nhà này chỉ là êm rồi đó. Hơi hiu rồi. Mình đi trước, mình thăm trước luôn mọi người. Cần cũng hết mồi luôn. Bây giờ ông anh không lại móc mồi được nhưng mà đây cần nữa. Bắt con cua cho mọi người xem nha. Cua càng cần. Ủa. Bắt luôn. Còn mò còn mò không còn mò quay đụng đụng quá. Còn mồi luôn. Nó cũng còn mồi. Cần biết còn mồi không? Còn mồi điệu hết. Nãy thay đổi mồi nhái hết rồi. Cần dính. Dính cá mọi người. Đây đây dính con cá nha. Cỏ vậy? Cỏ. Chân chân nha. Nhỏ thì câu chứ đi, nhỏ thì câu chứ. Làm lừa. Lúa về,
Cái gì ruột cá cũng còn có dịnh. lúa về yeah. Họ em nữa nha mọi người, lúa về mấy từng nắng mới tát nữa chứ nào. Giờ mới ăn đó nè. Hả? Giờ này là hút giờ ăn rồi chứ mới ăn nhái là tới từ tháng 18 rưỡi là hết. Nó ăn đầu hôm với ăn trẻ. Đầu hôm với từ 3 giờ tới 5 giờ sáng. Nghe sộn. Rồi thả con nhái, dính con cá lóc thả con nhái mà. Ù qua mũi rồi. Căng kìa. Đi tiếp nha mọi người. Sao à? Đi từng đó sao? Còn à, tiếp. Trời con nha. Làm như nước giật á nơi. Nhái nằm trên khơi không nè. Cắm cho khách ra ngoài luôn coi. Nhỏ ra cắm ra ngoài luôn. Cắp cho gà ra ngoài đó đó. Nhỏ con câu quá. Còn mồi luôn. Không còn mồi luôn. Còn mồi. Còn mồi nữa luôn. Tiếp. Còn một em hết rồi, em hết còn ngồi chứ chắc. Rồi. Một em duy nhất. Cái cờ đó là hết luôn nha. Bây giờ cũng hết luôn nha mọi người. Em ơi. Ba con cá lóc. Hai con cua và một con cua. Thành quả của tôi đây này có ba anh em mình đó nha. Về nấu cháo. Xong. Nè mình về nha mọi người. Chắc chê cũng ngưng video tại đây nha mọi người. Thì tại vì sáng anh em á còn đi nhỏ. Ấy còn chê thức trễ đó. Về chê làm một chuyện như thằng ấy nè. Lùm chuyện chê không đi nhỏ được nha. Thì chê xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy kênh của chê á thú vị hấp dẫn có mến chê á cho chơi xin like một xe lượt đăng ký nha mọi người. Còn hai anh đi trước kia rồi hơi khỏi cho ảnh cha luôn mọi người nha. Thì kết thúc video nha mọi người.